tu thì đừng nói thị phi, ai đúng ai sai. Dù mình đúng lý mà người khác nói mình sai, mình cũng cứ tiếp nhận ý kiến ấy. Hễ bạn tự nhận mình sai, dù mình đúng, thì phiền não sẽ không khởi, mà ngược lại, tâm bạn sẽ không an, phiền não sẽ kéo tới. Trên đường tu có rất nhiều thứ không giống với đường đời thế tục, do đó đừng nên tranh chấp đúng với không đúng. Xưa có hai người đồ đệ cùng tọa thiền, một người ngồi rất nghiêm trang, còn người kia thì nghiêng qua ngã lại. Nhưng sư phụ của họ lại lấy roi quất người ngồi nghiêm trang. Nếu là người thời nay thì có lẽ y đã nổi giận sanh phiền não rồi. Xong người đệ tử ấy thì lại vô cùng xấu hổ, thỉnh vấn sư phụ khai thị dạy bảo. Tu hành không phải là tranh chấp đúng với sai. Tu hành cần phải có công phu nhẫn nhục, dù mình đúng mà bị trách là sai, mình cũng phải nhận chịu. Nếu bạn thật có lòng muốn tu thì đó chính là cái phước của bạn. Do vậy cần tu cả phước lẫn huệ. Mỗi người cần từ sạch hết những nghiệp chướng đã tạo xưa kia, rồi đừng tạo thêm nghiệp mới nữa. Như vậy thì phước huệ sẽ gia tăng. Phương pháp niệm Phật, lạy Phật, phát tâm làm việc lao tác ở chùa không tính toán. Hễ tính toán thì sanh phiền não, tức là tạo thêm nghiệp mới. Phần C: tâm kiên cố. Thờ khạo mà tu hành, ngốc nghếch mà ăn uống, niệm Phật cho nhiều. Hôm nay là hôm nay, ngày mai là ngày mai. Chuyện gì cũng đừng giơ tay xỏ mũi vào. Đó chính là tâm kiên cố, chính là tu hành. Khi tu thì cứ tu, cần gì phải suy nghĩ, tính toán, nào là đi học Phật học, lấy bằng cấp, làm này làm nọ. Đó đều không phải là chuyện tu hành. Sau này khi tôi, ám chỉ Hòa Thượng Quảng Câm, không còn, các bạn đừng buồn, chỉ nghe theo lời tôi mà niệm Phật, tu khổ hạnh. Đối với hoàn cảnh tốt hay xấu đều không nên chấp trước, cần phải tùy duyên. Tu hành cần phải gạt bỏ cái thân đi. Áo quần, ăn uống, chỗ ở đều phải giản dị. Cần phải mặc áo thô, ăn cơm lạc. Nếu quá chú trọng đến ăn mặc ở thì bạn nào khác gì kẻ thế tục. Khi bạn coi nhẹ việc ăn mặc ở thì mới trừ nổi tham sân si. Khi những thứ ấy, áo quần, ăn uống, nhà cửa quá sung túc thì dục vọng sẽ phừng phừng, lòng tham sẽ cao ngất. Do đó muốn buông bỏ thân tâm thì phải từ nơi ăn mặc ở mà hạ thủ công phu. Khi có chuyện tốt xấu gì, bạn cũng đừng để hiện ra ngoài mặt. Như bạn sanh bệnh thì chớ để kẻ khác biết bạn bị bệnh. Như tôi tuy có bệnh, song ai nhìn tôi cũng nói trông thầy thân thể mạnh khỏe lắm. Không ai biết tôi lúc ấy có bệnh cả. Phần D: canh gác xấu căn. A nhỏ: mắt. Khi thấy khuyết điểm, lỗi lầm của kẻ khác, đừng nên khởi tâm phân biệt, so sánh. Hãy quan sát chính mình. Ai ai cũng có Phật tánh cả. Không nên tối ngày cứ dò ngó lỗi xấu của người. Phải thường xuyên tự nhìn xem mình có lỗi lầm, sai trái gì hay không. Tu như vậy mới không đi ngược lại với đạo. Phàm thấy việc gì cũng đừng quá chấp tướng. Thấy tướng mạo tốt thì chớ sanh lòng vui thích. Thấy tướng mạo xấu cũng chớ khởi phiền não. B nhỏ: tai. Tu hành cần phải tự tại, đừng để tâm vào lời dư luận phê bình bạn này nọ. Nói bạn tốt, phê bình bạn xấu, đây chẳng phải là người ta sai, mà thật ra là bạn không an định. Người khác phê bình bạn, chính đây là nơi bạn phải tu. Tu hành cần có cảnh giới tới thử thách thì mình mới tu được. Tự tu tự ngộ, phiền não là bồ đề. Tu hành chính là tu ở chỗ đó. Khi có kẻ công kích mà tâm bạn vẫn an nhiên, bình lặng, không nổi sóng gió thì đó là tu. Không phải nói rằng mỗi ngày tôi lại Phật bao nhiêu lại, niệm Phật bao nhiêu chuỗi là cho như thế là đủ,
phải biết đó là những nhân duyên thiết yếu, song phải biết tu trong những lúc còn lại. Khi bạn quét chùa sạch sẽ rồi, có thầy lại hằng học nói bạn quét chưa sạch. Nếu lúc đó bạn cùng thầy ấy biện bác giải thích thì bạn còn tánh tình kẻ tục. Nếu bạn chấp nhận lời mắng nhiếc rồi trả lời vâng, tôi sẽ quét sạch ngay, thì đó là tu hành. Khi tu tới chỗ có chánh niệm, lòng sáng tỏ, thì tai bạn thích nghe lời tốt hay lời xấu, bạn đều cảm nhận rất rõ. Khi tai bạn chỉ thích nghe lời hay, lời tốt, thì hãy đem lời xấu lại mà tu. Xê nhỏ, miệng. Khi nói, lời lẽ cần phải tinh, chỉ nói điểm chính và đơn giản. Khi lời không cần phải thốt ra, đừng nói. Tu hành, đừng nên thị phi, chê bai, nói xấu người khác, đừng đặt điều. Trong đạo Phật, sợ nhất là nói thị phi. Kẻ nói chuyện thị phi là kẻ thị phi không đáng tin cậy, chỉ tạo khẩu nghiệp. Tu hành chính là ở chỗ này mà tu thành. Nếu không thì là kẻ chỉ biết ăn ngày ba bữa. Đừng nói thị phi, vì nói thị phi thì sẽ dẫn tới thất bại và khiến cả khác không được yên ổn. Muốn nói gì về người khác, trước hết hãy tự hỏi lương tâm mình. Đừng phê phán người khác là sai, là có lỗi. Lời nói một khi thốt ra, bạn đã sai trái rồi. Do đó, cái miệng thật quan trọng lắm. Mỗi ngày phải tự huấn luyện để lòng đừng tham, đừng nói lăng nhăng. Khi mở miệng, hãy nói về Phật Pháp, cầu sanh Tây Phương. Chủng tử, thói quen thế tục, bạn đã trồng trong tâm quá đủ rồi. Do đó, đừng nên tiếp tục nói những lời thế tục, thị phi nữa. Có kẻ, khi nói, thường làm cho người nghe phiền não, tâm không thể an định, khiến người nghe không biết phải xử lý làm sao cho đúng. Đã vậy, y còn làm người ta phải nghe y, mà chẳng biết y có nghe cho họ chăng? Kết quả là, người nghe phiền não, bùng bực, không cách gì giải khai nổi. Trong chùa, không được hai ba người tụm lại nói chuyện lăng nhăng, hoặc kết bè đảng, phê bình người này kẻ nọ, thị phi đúng sai, trong lúc họ không hiện diện. Nếu làm vậy, sẽ dễ gây ra sự bất an trong chúng, phạm vào giới quấy nhiễu đại chúng. Tu hành cần phải trong ngoài nhất trí, không tự mâu thuẫn, nghĩa là không được khẩu thị tâm phi, tức là miệng nói một đằng, tâm nghĩ một ngã. Tu hành phải chú ý đến khẩu nghiệp, miệng tốt thì tâm mới tốt. Đừng cho rằng tôi miệng tuy không tốt, song lòng tốt. Sau khi xuất gia rồi, trong chùa vẫn có kẻ nói chuyện thị phi, song le bạn đừng cùng bọn họ nói thị phi là đủ. Đừng nên cứ mở miệng là thị phi hoài. Kẻ nào nói phiếm, lẻo mép về chuyện người khác thì y là kẻ thị phi. Hễ có thời giờ rảnh rỗi, bạn hãy lạy Phật, niệm Phật. Khi bạn khởi phiền não, buồn lo, chứ nên kiếm kẻ khác nói này nói nọ, nói lui nói tới, thế nào bạn cũng mắc vào thói thị phi lăng nhăng. Tốt nhất là hãy lạy Phật cho nhiều để giải trừ phiền não. Hỏi, nghe thầy giảng về tiết thực nên con không dám ăn nhiều quá, ăn no quá, xong sức lực yếu ớt, con phải làm sao đây? Đáp, cần ăn cho đủ, chủ yếu là không tham, không chấp trước. Không phải là hễ thức nào ngon thì ăn nhiều một chút, thức nào dở thì ăn ít một tí. Đừng tham cầu hương vị xúc pháp. Khi bạn khởi ý nghĩ xấu, đừng chấp trước nó, hãy tự nhủ thầm. Mình không nên nghĩ ác. Không thể dùng hình phạt, bởi vì hình phạt chỉ làm tổn hại chính mình mà thôi. Sự vật có tướng trạng thì dễ thấy, việc vô hình vô tướng thì khó thấy, như nói thị phi. Ta cần có lòng cứng rắn, đừng để bị chúng lôi kéo. Hỏi, có nghiệp mang theo thì làm sao khai trí huệ? Đáp, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nhiều. Nếu các bạn noi gương đức hạnh của sư phụ, tức Hòa thượng Quảng Khâm,
thì đi đâu cũng yên ổn cả. Thân thể giả dối của chúng ta khó tránh bệnh tật, song thân bệnh là bệnh nhỏ. Có vọng tưởng, tham sân si mới là bệnh lớn. Còn vọng tưởng là còn tiếp nối chuỗi luân hồi không dứt được vòng sanh tử. Để bảo đảm có được chánh niệm ở giây phút lâm chung, bình thường mình cần phải uống thuốc A Di Đà Phật, nếu không chết rồi chẳng biết về đâu. Lúc đi đứng nằm ngồi phải luôn thể hội Phật pháp, giác ngộ đạo lý, vậy mới không uổng phí thời gian. Thời gian qua rất chóng, phải tận dụng nó để thể nghiệm. Nếu tu như vậy, ý nghĩ xấu mới không có cơ hội nảy sanh, không làm vậy sẽ không có được chánh niệm. Khi miệng không nói thì tâm suy nghĩ, xong đừng suy nghĩ những thứ có sắc tướng, hình bóng, phải suy nghĩ thứ ra ngoài sắc tướng. Phần ơ lớn, tâm trường viễn, tức bền bỉ lâu dài. Bạn cho tu hành dễ lắm sao? Muốn thành một người tu hành không phải là việc đơn giản. Bây giờ việc chúng ta làm chỉ là thứ khổ công, khổ tu mà thôi. Bởi vì hiện tại chúng ta chưa đoạn được tham sân si, do đó đây là giai đoạn tu luyện tâm trí. Chờ khi những thứ ấy bị đoạn, không còn một mảy may, thì mới gọi là nhập đạo. Tu hành không phải là việc dễ ăn như đậu hũ, bỏ vô miệng là có thể ăn ngay. Các bạn cần để 10 năm, 20 năm trì một câu A Di Đà Phật, không buông lơi, cộng thêm công phu tín nguyện hạnh mới được. Nếu các cô có đạo tâm, từ từ tu tới 40-50 tuổi không có quá ngại, trở thành lão sư bà, thì lúc đó các cô mới có đặng một chút xíu tự tại. Song không phải là tự tại gì lắm. Nếu các cô không ngộ đạo thì dù đến 40 tuổi, 50 tuổi, phiền não sẽ vẫn tràn ngập, dễ thành điên đảo,